Hi, xin chào mọi người. Thì sau cái clip trước mình đã giới thiệu mọi người cách ăn cơm như thế nào, thì cái video này sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn pizza sao cho nó no thôi. Thì hôm qua mình có tâm sự trên story là mình rất là thèm hay lao, cho nên sáng nay sau khi ngủ dậy thì mình quyết định order cái pizza ăn cho nó đã. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao mắc vậy? Ok, thì ăn pizza thì mọi người biết rồi đó, ăn pizza thì không thể nào thiếu coca. Một combo là mặt. Yeah. Tại vì sáng nay á, nói giỡn chứ lên rác á, mình xem mình order đồ ăn thì mình thấy cái deal được giảm, không phải là giảm mà là mua pizza size vừa, được tặng pizza size nhỏ. Mà bình thường mình đi rất là thích pizza, kiểu cái gì mà có thịt bột quá mình rất là thích. Bây giờ mình thấy mình order một cái size vừa, mình order đế mỏng, nhưng mà mình cảm giác đế mỏng nó không ngon lắm. Tại vì ăn pizza mình thấy là ăn đế dày á, mà giống vậy nè, kiểu nó phải nồng nồng mà mập, nên là nhiều thịt bột vô, thiệt là nhiều thịt bột luôn, mình thấy là nó mới ngon. Xong rồi bây giờ ăn thử chút nha. Cái xe vừa là cái order là cái gà nướng dưới. Rồi mình ăn gà nướng dưới cũng ngon. Tại vì nó ngọt, nó thơm á. Mà nó mỏng quá à, nó có nhiều bột. Nếu mà ai có bị nãy heo quá mà có đi giải được rồi đó, thì nhớ nói chuyện với mình hết cái này thì mình cũng hiểu cho hiểu á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái bánh đế gì đó dày nè. Cái đế dày nè là cái gì nhân của nó là tôm, tôm gốc heo thì nó có bánh cua nè, tôm nè, có thịt ngồi quen xích ngon quá à. Thịt ngon. Thì mình nói chung là quan điểm của mình đó, từ đầu tới cuối là mình vẫn thích ăn đế dày nhiều thịt bột. Ê, từ nói xong tự thấy hổ thẹn luôn á. Ngon lắm mọi người. Bây giờ nó ngon nữa, ta chửi mình á. Ăn thôi. Thơm nè. Cái nhau không? Cái này rất ngon lắm. Nó có chi nữa. Thôi nè. Mọi người nha. Mình chỉ muốn nói với mọi người vậy thôi, mình để heo thôi. Nhưng mà ăn có cách gì để ăn cái heo á thì nhớ tự cho mình nha. Bây giờ mình ăn pizza tiếp đây. Thế là mọi người.